Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật khóa bảo vệ avatar trên điện thoại cho các bạn. Thì như các bạn đã thấy trên màn hình tài khoản Facebook của mình ấy đã bật khóa bảo vệ avatar rồi. Chính vì vậy mà trong cái biểu tượng avatar của mình thì nó sẽ có biểu tượng hình cái khiên này nha các bạn. Và tác dụng của cái khiên này là nó giúp bảo vệ avatar của mình không cho người lạ tải về. Thứ hai là không cho người lạ chụp ảnh màn hình avatar của các bạn nha. Đó, nó có hai tác dụng như vậy. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn xem nha. Bước đầu tiên thì các bạn hãy truy cập vào trong CH Play. Sau đấy các bạn hãy tải cho mình cái ứng dụng là KeyWay Browser. Đây ạ. Rồi sau đấy các bạn hãy cài đặt cái ứng dụng này về ạ. Như mình thì mình đã cài đặt sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ mở lên luôn cho các bạn xem nhé. Rồi các bạn ấn tiếp tục. Và đây là cái giao diện của cái ứng dụng này nhé. Bước tiếp theo là các bạn hãy chọn vào trong cái mục Facebook ạ. Ở trong này thì các bạn hãy đăng nhập cái tài khoản Facebook của các bạn vào. Rồi ok, vậy là mình đã đăng nhập tài khoản Facebook của mình vào. Và đây là cái tài khoản Facebook của mình. Hiện tại thì cái avatar của mình là chưa bật khóa bảo vệ nhé. Và bây giờ các bạn hãy mở thêm một tab nữa nhé. Các bạn ấn vào số 1 này. Rồi bây giờ các bạn hãy chọn thẻ mới. Ở trên mục tìm kiếm này các bạn hãy viết cho mình cái từ là G2 Team Security nhé. G2 Team Security. Rồi tiếp theo ở trong này thì các bạn hãy chọn vào cái mục là G2 Team Security Chrome Web này ạ. Các bạn hãy phóng to nó ra nhé. Sau đấy các bạn nhúp vào cái phần là thêm vào Chrome. Các bạn ấn OK ạ. OK, và bây giờ các bạn hãy quay lại cái tab đầu tiên của mình nhé. Tab Facebook ấy ạ. Rồi bây giờ các bạn hãy chọn vào cái dấu 3 chấm ở trên góc phải màn hình ở góc trên cùng này ạ. Và bây giờ thì các bạn hãy kéo xuống bên dưới nhé. Sau đấy các bạn chọn vào cái mục là G2 Team Security này ạ. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào cái mục 3 gạch này. Tiếp theo thì các bạn hãy chọn vào cái mục là Facebook Tool này ạ. Rồi ở trong này thì các bạn hãy nhúp vào cái mục là Avatar này. Và bây giờ các bạn hãy bật nó lên nhé. OK, vậy là mình đã bật thành công rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay lại trang cá nhân của mình để kiểm tra cho các bạn xem nhé. Rồi mình sẽ thoát ra, sau đấy vào Facebook ạ. Giờ mình sẽ nhúp vào trang cá nhân của mình này. Đó, sau khi mình bật xong thì nó đã xuất hiện cái khiên ở trong hình ảnh đại diện của mình đây nha. Còn nếu các bạn muốn tắt cái khiên này đi thì các bạn hãy nhúp vào hình ảnh đại diện như thế này. Sau đấy các bạn chọn cái mục là tắt bảo vệ ảnh đại diện thì cái khiên này nó sẽ biến mất nhé các bạn. OK, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách bật khiên bảo vệ avatar Facebook trên điện thoại cực dễ phải không ạ? Các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.